Dụ dụ ảnh qua nhà ở chung luôn. Rồi, qua ở chung luôn. Dạ. Dạ. Ủa nhưng mà là Bảo là ở nhà thuê. Dạ rồi, còn nhà thuê. Em là có nhà thuê không? Dạ không, dạ con viên. Dạ con ở thành phố đây luôn. Nhưng mà ở chung với ba mẹ hay sao? Dạ ở chung ba mẹ luôn. Nhưng mà sao Vũ không được? Hốt về ở chung luôn, ba mẹ đồng ý không? Dạ không, lúc đó là lén. Lén luôn là có mình mẹ biết thôi. Mẹ lúc đó mẹ vợ rất là thương Bảo luôn. Cái lén cứ tối là chạy xe máy qua. Đó đến 4 giờ sáng á là ba chuẩn bị dậy á là hai đứa xách xe đi tập thể dục. Đợi ba về đi ngủ tiếp. Vậy đó hả? Dạ, tại lúc đó ba không có biết. Thì chỉ có mẹ biết thôi. Lén được bao lâu chứ cho mẹ? Dạ lén cũng được cỡ tháng á. Cỡ tháng thì nói chung ba đâu phải là ba không biết đâu, ba biết nhưng mà ba hiện. Dạ chào chú Vinh Quốc Thuận, chào cô Hồng Vân. Rồi, dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ con là Bảo. Thì con năm nay con năm 94, quê con là ở Phan Thiết nhưng mà con lập nghiệp ở Sài Gòn cũng 8 năm rồi. Thì bây giờ thì đang có một cái công ty riêng về truyền thông. Nhưng mà em. Dạ con chào chú Quốc Thuận, con chào cô Hồng Vân, con tên là Ngân. Hiện tại là con đang phụ chồng quản lý phim trường à. Phim trường con là bên Storm Home à, ở quận 12 và quận 2. Hai vợ chồng Bảo, lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu nè? Con là lúc đó là mới vô nghề thôi à, lúc đó là đang làm diễn viên, gọi là diễn viên quần chúng ít cha. Đang quay thì bà này nè, vợ con thì ba đang thiếu một cái vai thầy đồ. Mới thấy con đứng nó kêu vô dụ. Kêu bạn ơi bây giờ mình vô vai thầy đồ đi, mình được lên hình thấy cận mặt. Thì lúc đó mình ít cha mà mình nghe cận mặt mình khoái lắm. Ủa lúc đó là vợ làm phải cho dạ chị? Làm bên trợ lý. Trợ lý đạo diễn. Đó rồi nghe khoái lực lên hình cái khoái. Ai nhẹ ra có thấy lên hình lên mặt đâu bị ngồi ngoài nắng làm bách rau. Con bị dụ. Dạ bị dụ đúng. Gặp vợ là con đã bị dụ. Dạ. Rồi sau đó cái bà thấy mình ngồi ngoài nắng quá thấy tội lỗi tới chê cái dù. Nguyên một nhóm ngồi luôn mà không chê ai, chê mình con thôi. Đó. Chắc là để ý em rồi. Khổ nổi là trong một cái dàn ép cha con tại người già không à. Có mình anh này là trẻ thôi. Nên là thôi con phải dụ để vô vai đó, không là chị sếp con la chết luôn á. Nhưng mà lúc con chê dù là con suy nghĩ gì trong đầu mà con rang chê dù cho bạn? Con suy nghĩ là chết rồi, giờ là không lên mặt rồi. Thôi kệ che để sau này lỡ con ăn nói được. Rồi khi nào thì bắt đầu mới có cảm tình với nhau? Dạ thì cũng nói chuyện với nhau rồi xong xin số. Cũng kêu bạn ơi hình đợt này không có lên hình đâu, thôi cái gì đợt sau cái gì à, mình gọi mình đền bù cho. Với lại cái lúc mà con làm thầy đồ thì cũng có chụp hình cho con. Chuyện qua chuyện lại thì hai người nói chuyện về công việc rồi về học hành rồi bạn bè sao thấy hợp với nhau á, rồi hai vợ chồng con tìm hiểu với nhau luôn. Quen nào không biết. Dạ quen, thích hồi nào không hay. Con là như không chỉ là thấy là giống như là người bạn thôi, mà tính anh này rất là cảm thấy rất là tốt, thẳng tính. Một ngày nhắn chắc một tin thôi. Đó. Mỗi người nhắn xong rồi để 1-2 tiếng sau mới trả lời, không có nhắn liên tục. Đó. Nhưng mà một hôm thì cũng kể tâm sự là cái show đó bị lỗ. Cái show mà con quay thầy đồ á thì bị lỗ. Lương cộ thì kia cũng bị chậm á, thì con nghĩ ai cũng buồn thôi, đi ăn rồi xong đi xem phim. Cái hôm đó cũng bị bão nên con bị dời show luôn, rồi nhà dưới quê thì có công việc. Thì kêu muốn đi du lịch chơi không? Đi về quê bỏ chơi. Về quê bỏ Phan Thiết, bà này bỏ mê trai, bỏ nghe nói về Phan Thiết cái bới bắt đầu luôn. Mê trai vừa mê biển hả? Dạ. Nghe Phan Thiết là ai muốn đi luôn á. Dạ. Phan Thiết, Nha Trang, Vũng Tàu. Dạ, kêu dưới biển mấy nó đẹp. Mấy cái nơi đó là dễ dụ lắm á. Mà có điều cái nhà con là có một phòng ngủ à. Thì ba mẹ ở trong phòng ngủ rồi thì hai đứa ngủ ở ngoài phòng khách. Lúc đó hai đứa ngủ xa lắm, nằm cách nhau cũng mét á ha. Hơn mét á. Thì con trai gái nằm đâu dám nằm gần đâu, sợ mà ai nhà nhà có con chó. Hôm đó nó sủa gâu gâu gục. Nó hú nữa cô. Nó hú nữa. Phải sợ phải làm xét gâu rồi xong xét rồi cô. Rồi đó rồi nằm xét với nhau thì kiểu như là mình có cái mình đụng điện nó giật á chú. Điện nó giật á cái xong mình lăn của mình ôm nằm im luôn. Nằm im cho ôm luôn. Thế đó là chắc là mới thấy có cảm tình với nhau. Dạ. Dạ. Là thấy là đây rất là vòng tay ấm áp, khi mà tró tru lên thì có người che. Là rất tài rồi. Chắc là có cảm tình trước rồi nhưng mà chưa có cơ hội đi rồi. Dạ vô không có cảm tình làm sao mà về đúng rồi, có rồi. Không đứa nào ngủ được đâu đúng không? Dạ không ngủ được đâu mà giả bộ lắm chú ơi, ngái giả bộ ngái nữa, giả bộ ngái luôn hả bạn. Mấy ngày sau lại còn rủ đi biển. Chưa lần đầu ra biển đẹp quá, lại công việc em cũng lúc đó cũng chưa anh em đâu, Ngân với Bảo không à, kêu công việc Ngân
stress nhiều quá, nó cũng không được đi du lịch. Đợt này cũng có bảo đi du lịch chơi rồi đứng giơ tay rồi ngắm nè, thấy đi tennis đó, tàu tennis đó. Rồi thôi. Rồi đó. Rồi. Em là pro. Dạ rồi hôn luôn. Nhưng mà hôn lúc đó cũng không dám hôn, hôn tại lần đầu tiên mà cũng sợ đâu dám hôn đắm đuối đâu, hôn kê môi hôn một cái rồi. Rồi xong rồi hai đứa nói chuyện hồi rồi có tình cảm rồi từ nó xét đánh. Đó dạ. Rồi sau đó là đi về Sài Gòn. Dạ. Được, tụi con chơi đó được mấy ngày? Dạ, dạ cũng được một tuần á. Dạ cũng được một tuần. Dạ. Rồi tuần là mặn mòi lắm rồi. Tuần là đủ rồi. Gió rồi này kia nọ là đủ mặn mòi lắm. Dạ. Rồi về Sài Gòn sao, cuộc sống bắt đầu thay đổi không? Dạ có, về Sài Gòn là tụi con bắt đầu thấy nhung nhớ rồi. Là xa là thấy nhớ rồi nên thôi để con dụ ảnh qua nhà ở chung luôn. Còn qua ở chung luôn. Dạ. 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 Ủa nhưng mà là Bảo là ở nhà thuê. Dạ rồi còn nhà thuê. Em là có nhà thuê không? Dạ không. Dạ con ở thành phố đây luôn. À. Nhưng mà ở chung với ba mẹ hay sao? Dạ ở chung ba mẹ luôn. Nhưng mà sao Vũ không được? Hốt về ở chung luôn, ba mẹ đồng ý không? Dạ không, lúc đó là lén. Lén luôn là có mình mẹ biết thôi. Mẹ lúc đó mẹ vợ rất là thương Bảo luôn. Cái lén cứ tối là chạy xe máy qua. Đó đến 4 giờ sáng á là ba chuẩn bị dậy á là hai đứa xách xe đi tập thể dục. Đợi ba về đi ngủ tiếp. Vậy đó hả? Dạ, tại lúc đó ba không có biết. Thì chỉ có mẹ biết thôi. Lén thì được bao lâu chứ cho mẹ? Dạ lén cũng được cỡ tháng á. Cỡ tháng thì nói chung ba đâu phải là ba không biết đâu. Ba biết nhưng mà ba hiền, ba không có nói. Thì ba thấy cũng một tháng, trời ơi sao thằng này ở nhà tao hoài vậy. Rồi ba mới kêu bây giờ ba xuống nói chuyện với hai đứa. Bây giờ là ba nói với lại hai đứa là bây giờ thằng Bảo có muốn là lấy Ngân làm vợ hay không. Bởi vì Ngân cũng là con gái mà tự nhiên ở đâu một thằng trai nó vô nó ở rồi hàng xóm người ta nói này nói kia sao. Kêu dạ thì con cũng nghĩ Ngân sẽ là vợ con muốn Ngân là vợ con. Thì ba kêu nếu mà nói như vậy thì ok con cứ ở đây coi như là con ở rể trước khi cưới. Nhưng mà phải có một cái ngày là ba mẹ con vô đây nói chuyện với lại dạ phải làm đám hỏi cho con gái của bác còn có này có kia tự nhiên ở đâu con trai rồi nó ngủ rồi xong rồi vài bữa con quất ngồi chia phong rồi sao. Dạ dễ thương lắm rồi. Dạ đó rồi xong rồi con nói chuyện lại ba mẹ con lúc Ngân về cũng quý lắm, tại ngày đầu gặp là không phải như mấy những người con gái mà cứ như say sưa bả không có son phấn gì hết trơn á, lo làm quanh năm luôn. Thì con cũng là cái gu con cũng muốn một người vợ là cũng lo cho gia đình như rồi vậy. Sau đó dạ. Thì bao lâu thì mà gia đình em mới lên? Dạ cũng cỡ nửa tháng hay một tháng gì đó ha. Rồi quyết định bao lâu cưới? Dạ thì quyết định là coi đám cưới á, coi lịch á là cuối tháng 12. Rồi ba mẹ lên đám hỏi hai vợ chồng thì lúc đó cũng lỡ cái em bé trước. Xả láng luôn. Dạ, nghe có đám hỏi rồi cái xả láng luôn, ai nghe nó xả thiệt. Dạ rồi xong. Cưới sớm không con? Dạ có cưới sớm luôn. Phải cưới liền. Dạ phải cưới liền vào tháng 8. Dạ. Áo tôi vô nó chập. Dạ. Rồi cuối cùng cái coi lịch từ tháng 12 cưới và cuối cùng vào tháng 8 là cưới. Tháng 8 cưới luôn. Dạ tháng 8 cưới luôn. Hai vợ chồng. Hai đứa nó có cái chuyện tình cảm dễ thương quá. Đúng rồi. Vậy là con được mấy đứa con rồi? Dạ hai đứa. Hai đứa rồi. Dạ. Dạ. Bắt đầu. Dạ cưới một năm một đứa. Dạ hai năm 2017 là gặp nhau, 2018 là cưới, 2019 là đứa đầu, 2020 là đứa sau. Trời, vậy đó hả? Trời, từng năm bắt đầu năm. Từ lúc nào thì hai đứa bắt đầu chuyển qua cái việc mà mình kinh doanh cái phim trường rồi này kia? Dạ cách đây cũng một năm là hai vợ chồng con có dự định là làm rồi. Không, cách đây cũng hơn năm, năm rưỡi á, hai chồng có dự định làm rồi. Trong lúc đó hai chồng con còn từ trợ lý, con làm cũng nhiều mảng lắm, cách tin rồi xong kiếm bối cảnh rồi con làm, nói chung là hai vợ chồng con làm nhiều mảng với nhau. Rồi nghĩ cũng chạy bối cảnh này kia, đang thấy mình thiếu những cái phim trường kiểu như biệt thự này kia á. Thì hai vợ chồng cứ thôi cố gắng làm kiếm tiền để dành rồi mình làm một cái gì đó để mình đang thiếu về cái mảng của ngành mình, sẵn mình cũng chuyên á. Dạ đó rồi con mở cách đây cũng hồi đầu tháng 4 được cái của mình luôn. Dạ con thuê lại thôi à. Tại villa cũng mấy chục tỷ một căn nên không đâu có tiền. Dạ đó. Dạ rồi được cái thứ nhất, thứ hai rồi bây giờ con có cái thứ ba rồi. Dạ. Dạ. Quá tốt. Dạ. Quá hay luôn. Dạ. Rồi coi như là sau khi cưới rồi về ở chung với nhau thì bây giờ
Bây giờ đến cái đại hội vạch mặt, kể về tật xấu của cái đối phương. Cô ấy có tật xấu gì không Bảo? Dạ vợ con hả? Cầm ràm thôi, thì phụ nữ mà cầm ràm, với lại kiểu như là mỗi lần mà đi đâu á, lâu lắm, đằng sàng làm gì con cũng không biết nữa. Chờ hoài cứ làm việc vặt rồi soạn này rồi cái hồi mà ở không thì lo bấm điện thoại để chết công việc. Rồi cái hồi chuẩn bị đi thì đem đi thấy đồ này bừa bộn thì dọn cùng làm bị trễ giờ hoài luôn. Kiểu như là mặc đồ cũng kiểu như không có hơi xe xua á. Đôi khi cái con đi với lại những người khách hàng này kia bảo có mặc đồ ta nhìn ghê lắm kìa. Cũng xử rồi hồi cái hồi rồi đó. Không quan trọng. Dạ không quan trọng hình thức á. Dạ. Phải là người phụ nữ của gia đình không? Dạ. Ăn rồi dọn dẹp này nọ rồi. Dạ không. Không, nói chung là nấu ăn cũng ngon lắm mà không bao giờ nấu. Không thích nấu. Thế nào hứng lên mới nấu. Đa phần là con nấu không à. Dạ. Rồi dọn dẹp thì cũng dọn kiểu như cũng gọn gàng nhưng mà không phải là lúc nào cũng dọn thì có cũng nóng tính không? Dạ có, hai chồng cũng người nào cũng nóng hết nhưng không, mà không, cô dạ, ấy có nóng tính dạ có. Cũng nóng tính luôn. Cũng quạo lên là la làng nhưng mà cũng hết hồi thôi rồi cứ cũng không có nó có đập đồ đập đạc không? Dạ không, không đập đồ. Thôi cũng được. Dạ. Bây giờ nóng mà phải la thôi chứ ém vô dạ. Chết. Là bể ruột non mà chết dạ. Rồi giờ đứa em. Trời. Sao Bảo có thật xấu không? Tật xấu lớn thì không có chú, nhưng mà tật xấu nhỏ thì đầy ra luôn. Để ví dụ như là vấn đề ăn uống đi, cái món mà chồng con thích á, mà thí dụ đang thích lắm nha, mà về á mà thấy người ta ăn hết á là coi như là thôi nhịn ăn luôn, không thèm ăn giận không á, giận nhịn ăn luôn. Dạ đúng rồi, giận luôn. Hoặc là món đang ngon đi mà lỡ tay mà người khác mà lỡ ăn miếng trong cái dĩa đó, không thèm ăn dĩa đó luôn. Người nào ăn ở nhà, ở với ai? Ở nhà ở chung với ai? Ở chung ba mẹ không? Dạ có mẹ vợ, mẹ chồng, ba chồng mẹ vợ. Với lại có con nữa. Ba chồng mẹ không, vợ. Không, ba vợ. Ba vợ, ba vợ. Mẹ vợ là mẹ là... mẹ chồng. Mẹ chồng. Dạ. Tại có kêu bà nội lên để chăm em bé phụ á cô chứ. Dạ. Mà sao có hút thuốc gì, uống rượu uống bia vậy không? Dạ không, chỉ lâu lâu là căng thẳng quá hút thuốc thôi. Nhưng mà hút thuốc là bị con dập liền luôn, tại con không thích. Dạ hồi đó có hút. Nhưng mà sau cái quen mà này thì bị dị ứng khói thuốc á nên con bỏ. Nhưng mà đợt vừa rồi cái làm cũng nhiều việc á, tự nhiên thức khuya thì mình cầm một hai điếu mình hút. Hút cái bả chửi thôi cũng không bỏ luôn. Bỏ luôn. Không mà bỏ thuốc con ơi, hút thuốc. Dạ đúng. Dạ. Ngân á thì là mỗi lần mà trước khi đi ra khỏi nhà thì hay có như là làm lụng những cái công việc. Dạ. Dạ. Thế thì anh ấy thì sao? Trong công việc, trong tất cả mọi thứ thì có nhanh nhẹn không? Dạ, vợ chồng con thì công việc thì rất là nhanh nhẹn luôn. Nhưng mà nhiều lúc bị hấp tấp á chú Thuận. Bị hấp tấp có nghĩa là quyết định nóng vội á. Dạ đúng rồi. Dạ, quyết định nóng vội đôi khi công việc cũng bị lừa mấy lần rồi. Giống như làm việc mình kinh doanh, con cũng kinh doanh riêng á, làm giày á. Thì cũng kiểu như là mình làm ăn mình tin tưởng á, cũng không có hợp đồng gì hết trơn á. Rồi bây giờ hai đứa con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ con chỉ muốn vợ con là nói chung là cầm ràm thì vui nhà vui cửa thì cũng không cần thay đổi cầm ràm đâu. Thì cần thay đổi là cái cách kiểu như ray ra đường mình chỉnh chu tí, mình biết lo cho bản thân, xe xù tí thôi chứ cũng không cần phải xe xù như son môi đánh phấn mắt cúp đậm hay này kia đó. Con chỉ cần cho mình nhìn mình sang sang tí. Cái đó đúng, okay. Cái mong muốn nó là được đó. Như vậy đó. Thôi, còn tính tình vợ con thì ai cũng có tính xấu mà, nói chung có tính xấu thì nó vui nhà vui cửa thôi. Con thì thấy chồng vậy là được rồi, đừng có thay đổi thì, nếu thay đổi đâu phải là chồng con nữa. Hay quá. Nhưng mà vậy nè, cái thực ra mà nói, cái mà chồng con nói con kiểu như là xe xua lên một chút theo cô là ok đó. Dạ. Tại vì con biết sao, con có một khuôn mặt rất là xinh xắn. Dạ. Đúng không? Xinh xắn. Dạ. Thì nếu khi mà mình biết sửa soạn, mình sẽ xinh hơn, mình sẽ đẹp hơn. Dạ. Thì như vậy đầu tiên nó có lợi cho mình trước. Quần áo, mình không cần là quần là áo lụa. Dạ. Nhưng đúng mà rồi. Nó tôn cái vóc dáng của mình lên thôi. Dạ. Tự nhiên mình nhìn rất là nền nã nhưng mà rất là gợi cảm. Dạ. Đó, ý cô là gì đó, hiểu không? Dạ. Đó thì chồng con dạ. sẽ có một cái điều gì con biết không? Sẽ hãnh diện. Đúng sẽ rồi. Hãnh diện là dạ. Tức là đi thấy người này người nọ dòm ha, thấy bé này người này dòm là mình hãnh diện. Mình đàn ông mà đúng không chú? Mình bố, dạ mình vợ mình. Bố dạ. Ai mà đi khen vợ chú đẹp chú khoái lắm luôn. Dạ đúng rồi. Con vậy. Thôi thôi hy vọng là con đó sẽ có một sự thay đổi nhé. Dạ. Để thay đổi để mà con đã đẹp rồi. Nếu như con thay đổi hơn chút nữa thì con sẽ đẹp hơn. Dạ. Rồi cảm ơn hai con. Dạ cảm ơn cô chú.